Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình lại về thêm được ít máy F9 mà RAM 6GB nhá. F9 RAM 6GB thì hình là mình còn 3 màu. Một màu màu đỏ này. Úi dồi ôi. Chá nhá mắt phát. Đẹp kinh khủng khiếp luôn. Máy này thì thần tình hình là bán mới được luôn. Đó. Được cái dạo này thì Oppo em lại bán chạy hơn dòng Samsung nhá. Thì dòng nào bán được thì em bán, chuẩn, zin, chất lượng thì em bán. Đó. Chứ mới đầu thì em chỉ lấy về mẫu một cái, hai cái thôi. Bán được thì em mới lấy về nhiều để phục vụ mọi người. Thứ nhất làm sao bán cái máy là chất lượng từ trong ra ngoài, chứ không phải từ ngoài vào trong nhá. Từ trong ra ngoài. Bây giờ có bên ngoài có mới cỡ mấy, bên trong mà ghè nở thì cũng gọi là mất khách. Tại vì bây giờ máy bây giờ có sao mình phải nói vậy luôn. Tính em là thế. Bây giờ ví dụ bên ngoài nhá, nó có xấu đi chăng nữa, bên trong zin thì em vẫn bán. Đó. Bên ngoài đẹp nhưng mà trước hết là bên trong cũng phải đẹp luôn thì em mới bán. Tại vì trường hợp này không ai xài máy bền được cả đời. Đó. Em chỉ nói đơn giản đấy thôi. Kể cả anh chị hay là mọi người mua máy đúng không? Máy của em về có thể làm rơi rớt bể màn hay là bể lưng, hoặc có thể là đang xài tự nhiên chạm nguồn hay là như nào đó vân vân. Tại vì điện tử, cái đồ điện tử thì thực chất ra này nó cũng giống kiểu như là con người mình vậy đấy. Đấy, con người mình thì đôi khi là đang khỏe mạnh vậy không sao, nhưng mà đột quỵ kiểu vậy đấy. Nó rất là đơn giản. Hoặc là chảy xước, cũng như là xước xát chân tay, rồi gãy tay gãy chân thì nó đủ các kiểu hết. Thì con điện thoại nó y như vậy thôi. Tại vì con người mình làm ra điện thoại. Đó, điện thoại không làm được con người. Thì em nói như vậy là mọi người hiểu tại sao. Tại vì nếu như có hư hỏng ấy, mang nhau ngoài tiệm sửa mà không may mà máy mình bị nát quá, làm ảnh hưởng đến công việc sửa chữa của các anh thợ sửa chữa, thì mấy anh ấy sẽ nói là ui ơi, máy này sửa chữa nhiều quá, hay là đã sửa chữa rồi. Đương nhiên là em bị mất uy tín, là em sẽ không bán được cho người, cho một người đó nữa. Và thậm chí nếu như một người tinh vi, người ta sẽ làm mất khách của em mất. Một con sâu làm rầu nồi canh là như vậy đấy mọi người ạ. Cho nên là em sợ lắm, không muốn tình trạng này xảy ra. Đấy. Thì cho nên là hôm nay bữa đợt vừa rồi F9 RAM 4 ấy, thì em còn lại mấy cây thôi. Em nhập 5 cây nhưng còn lại 2 hay 3 cây ấy. Đấy. Nó không phải là bán ảo hết đâu. Ngày trước thì có thể là đăng video phát bán hết luôn. Đấy, nhưng mà dạo này thì chậm hơn là do cũng trăm người bán thì vạn người mua, thế thôi. Nhưng mà ai thì mới động thế, người ta phải coi kỹ. Có người ta coi video của em là 4 đến 5 tháng rồi người ta mới quyết định mua. Tại vì người ta tìm hiểu xem là cái mình bán hàng như thế nào, người ta mới mua, chứ không phải là đùng đùng cái thích là mua đâu. Đó. Tất nhiên là cái gì phải có tự tham khảo mới mua. Còn nhiều người thì đã mua của em rồi, giới thiệu người này kia điện qua đấy. Đấy, rất đơn giản thôi. Đó. Thì cây Oppo F9 này tình trạng là máy cỡ 99%. Đó. Em không hiểu là đến bây giờ mà vẫn còn cái hàng mà đẹp đến như thế này. Hàng này chắc là siêu lướt rồi. Thì tất cả máy là chỗ em nhập bảo hành cho cửa hàng em là 3 tháng rồi. Em sẽ bảo hành cho khách hàng là 6 tháng nhé. Đó, máy thì gồm kèm sạc. Hộp thì cái loại F9 này mà RAM 6 này là không có rồi. Chỉ có RAM 4 có thôi. Còn mọi người muốn hộp thì cũng em cũng có luôn. Là thêm cho em 150 nữa. Giá này em bán giảm xuống còn có 4,1 triệu thôi nhé. Đó. Này RAM giết cũng rất là ổn định. Tại vì là RAM 6 thì chạy mượt lắm. RAM 6 bộ nhớ 64. Loa lớn, Oppo loa lớn, pin trâu. Trình chiêu tiết kiệm, thông minh. Tắt. Loa đâu? Đấy, loa lớn chưa?
rất là lớn luôn. Và bây giờ em sẽ quay kỹ luôn này, tại vì máy có sao em phải nói vậy không à, chứ không muốn tình trạng mà về nhà mọi người bảo là xấu quá không nhận là trả về mất thời gian lắm, em sợ lắm. Em cũng bị dính tình trạng mấy lần rồi. Tình trạng đấy là do bom hàng thôi, bom hàng thì cũng không thể tránh khỏi. Đây, có cây màu đỏ này đẹp. Đỏ đẹp dã man luôn. Được không? Mặt trước có dán keo sẵn này nhá. Đó. Cái này em dán vào cho nó đỡ chảy sau lưng. Và tiếp theo là cái Oppo F5 này. Cái máy này thì còn rất là mới luôn. Đây. Con này RAM 4 bộ nhớ 32GB nhá. Đấy. Quay chi tiết luôn cho. Không, em bán hàng YouTube chị. Đẹp không? Mấy dòng Oppo mà từ dòng F là nói chung là pin rất là tốt. Mà được mấy cái dòng này đời cao nữa. Xài thì khỏi chê rồi. Lại F5 này nhiều người cần lắm này, nhiều người thích lắm này. Tại vì chơi game ngon lành. Em thì em không chơi game, không có trải nghiệm với đó, không có biết, nhưng mà thấy nhiều, rất là nhiều người cần mấy cái này. Máy này em bán là 2.650.000 nhé. Máy đẹp như mới luôn. Rất là tuyệt vời. Mấy cái dòng này thì tất cả nó cũng hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, dấu vân tay đầy đủ hết nhé. Đó. Thì hôm nay em chỉ làm độc hai mẫu này thôi. Oppo F9 này, bản RAM 6 bộ nhớ là 64, và Oppo F5 RAM 4 bộ nhớ 32GB nhá. Thì giá em cũng đã nói rõ giá rồi đó. Mọi người mua thì cứ gọi cho em vào số điện thoại em để ở phần mô tả. Đó. Về được mẫu nào thì em sẽ đăng lên mẫu đấy cho mọi người mua nhé. Máy đẹp như hình. Xấu em nói xấu luôn để mọi người đỡ mất công phải là đặt hàng rồi bảo về nhà chê xấu nhá. Đó, đẹp lắm. Tất cả mặt trước còn dán keo hết nhé. Rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì những cái dòng máy cỏ 1 triệu mấy thì vẫn còn rất là nhiều. Samsung Z510 này bán giảm luôn, còn 1.650.000 này. Z727 là 1.600.000 luôn. Rất là đẹp, pin tốt. Cấu hình thì trung bình đây, cũng gọi là thấp không cao, nhưng mà máy này thì giá thợ hồ sinh viên. Máy tình trạng đây. Con Z727 này lưng nó cũng bị nhâm. Con này thì đẹp. Rất là tuyệt vời luôn. Đây, cái máy của chị ở đây em sạc vào là gì? Cái này do cục sạc vào chị. Không, có là sạc nó chỉ có được có 20%. Cái chị lên được tới 20% là nó. Em sợ máy chị do sạc ạ. Do sạc à? Không phải do pin. Dạ đúng rồi ạ. Còn dây sạc về nhà mình thử xem nào. Cái đó em bán sạc xịn đấy, cái bộ sạc đấy 250 đấy chị ạ. Đây, còn 4 cây, 2 cây Z7, 27. Pin thì bao nhiêu tiền nhỉ? Đợi em chút.
Mọi người mua máy thì cứ vui lòng gọi điện cho em nhé. Giá cả thì rất là rẻ thôi. Rồi, thân chào mọi người nhé.